cái bánh nhìn dễ thương chưa nè? Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới. Món này gọi là bánh bao nướng xá xíu. Cái nhân xá xíu á các bạn, rất là thơm ngon, đơn giản, làm cấp tốc. Và cái bột này mình không cần phải ủ hay nhồi. Mình mua có bán sẵn ở ngoài chợ các bạn. Thì để làm món này cũng rất là đơn giản các bạn. Đây là xá xíu mình đã ướp sẵn cách đêm. Cái công thức mình đã chia sẻ lúc trước rồi, cho nên là mình không có làm lại. Ở đây mình có là 1,5 kg thịt đó. Mình phải ướp qua đêm thì nó sẽ ngon hơn. 1,5 kg thịt đùi. Mình order online trong chợ Mỹ thì người ta bán thịt đùi nó khác với lại Việt Nam. Tức người ta bán nguyên cái đùi luôn. Rồi mình mua về rồi mình ướp. Thì ở đây là có gừng, tỏi, hành củ, hành tím á. Mình xay nhuyễn rồi mình ướp với gia vị. Mình sẽ để trên cái màn hình này luôn nha. Bởi vì mình đã chia sẻ cái cách làm xá xíu rồi cho nên mình không có chia sẻ lại. Nhưng mà hôm nay thay vì nướng như mọi khi thì mình sẽ đem bỏ vào trong cái chảo. Mình làm cho cái công thức này cho bạn nào mà không có lò nướng ở nhà đó. Mình sẽ cho thịt vào đây nha. Mở lửa lên. Thịt đùi của chợ Mỹ thì người ta sẽ có cái da luôn. Người ta bán cho mình nguyên một cái khoanh đùi luôn các bạn. Tức là ở giữa có cục xương luôn á. Mình cho hết cái nước sốt vào đây luôn. Wow, cái mùi thơm dễ sợ luôn các bạn ơi. Cái này phải có rượu mai quế lộ á. Rượu mai quế lộ mình đã chia sẻ rồi. Cho nên là bạn nhớ làm cái hũ một chai để nhà xài nha. Có rượu mai quế lộ vô đây nó rất là thơm. Và mình để nhiên cho nó sôi. Nó sôi khoảng 10 phút. Lửa mình đang dùng là lửa số 4. Thí dụ mình có 9 số thì mình dùng lửa số 4. Sau 10 phút rồi mình cho vào đây nửa lít nước. Cái nước này mình cho vô trong cái sauce, cái tô sauce hồi nãy á. Để mình lấy hết cái nước sauce ở trong cái tô ra luôn. Và mình để đây nó sôi lên lại. Nếu có bọt á các bạn nhớ vớt bọt ra nha. Sau đó mình dặn lửa nhỏ lại. Thí dụ nãy mình dùng số 4 thì giờ mình dùng lửa số 2, số 3 thôi. Cho nó sôi lăn tăn và mình sẽ đậy nắp lại nha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu, mình hầm ở đây khoảng 35-40 phút tùy theo cái cục thịt của bạn. Mình cắt cái thịt lớn hay nhỏ nha. Rồi các bạn nên lưu ý nè. Sau khi 40 phút rồi đó, mình hầm 40 phút thì mình thử sắn thử xuống nè. Cái mỡ thì nó mềm mình nè. Bởi vì cái thịt mình mua nó có da có mỡ luôn. Và cái thịt nó cũng mềm luôn. Bây giờ mình mở lửa vừa nha. Từ số 1 tới số 9 mình mở lửa số 5. Để cho cái nước này nó rút bớt á. Rồi khi mà nó gần cạn cạn á, thì bạn nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình nha. Wow, cái màu đẹp quá các bạn. Khi mà mình mở lửa số 5, số 6 cao lên chút á, cho nó cạn nước. Thì khoảng 15 phút sau là nó cạn nước như vậy nè. Mình sẽ tắt lửa bởi vì mình muốn có nước để mình ăn với cơm nữa. Hay là với xôi cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ để nó nguội. Nó nguội rồi mình mới đem đi cắt ra. Đây xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ, sau khi mình đợi nó nguội á, mình cắt nó ra nhỏ nhỏ nha. Bạn thích ăn nạc thì cắt nạc. Mình thích nó có mỡ mỡ tí, ăn cho nó béo. Các bạn nhìn thấy phía trong này, nhìn đẹp dễ sợ chưa? Wow. Cái này thấm ngon lắm các bạn. Thì mấy cái miếng thịt này nè, thường thường thịt xá xíu thì các bạn biết rồi đó. Ở phía trong đó, người ta cắt nhuyễn thiệt nhuyễn. Rồi mình cắt hạt lựu như vậy ha.
Mình cắt được một tô thịt xá xíu như này. Còn cái này dư lại thì mình sẽ ăn với lại bánh mì nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước sốt. Mỗi muỗng canh khoảng 25ml nha. Đó, mình cho vào đây. Và bởi vì cái bánh mình dùng á, nó có vị mặn, cho nên mình phải cho một ít đường vào đây, một muỗng cà phê đường. Thì mình làm cái này là tương đương với khoảng 4 khắp thịt đó nha các bạn. Nè các bạn nhìn nè, nó cái thịt của mình nó sẽ ướt ướt như vậy nè, không phải là quá ướt nha. Nếu mà bạn thấy nó còn khô thì cho thêm tí xíu nước sốt vào đây. Bởi vì nó ướt quá nó sẽ bị ướt cái bánh của mình á, lúc mình nướng á. Còn khô quá thì ăn cũng không có ngon. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi cán bột nha. Bột này thì mình cũng đã chia sẻ, có bạn nào đã làm bánh bao bằng bột này chưa ạ? Thì cái bột này mình mua ở chợ Walmart, chợ nào cũng có bán hết các bạn. Bên Cali thì có chợ State of Bros nè, những cái chợ Mỹ, còn bên Houston thì có chợ Kroger, HEB, những cái chợ Mỹ nào cũng có bán hết. Nhưng mà lưu ý mình cũng có nói trong cái bánh bao á, là cái bột này nó hơi có vị mặn. Cho nên đó là lý do tại sao mình cho thêm đường vào trong vị xá xíu. Xá xíu đã vừa ăn với cơm hay bánh mì rồi. Nhưng mà làm cái loại này thì mình phải cho tí xíu đường vì cái bột này mặn. Nhưng mà nếu như bạn nào thích cái bột mà ngọt á, bạn có thể mua cái loại này nha. Đây, có bạn nhắc mình là cái bột này ngọt. Đúng rồi, cái bột mà các bạn biết cái loại mà Sweet Hawaii gì. Thì cái loại này nó ngọt ngọt, ăn cái bánh nó ngon, nó giống như bánh bao hơn. Nhưng mà hiện tại á, khi mà mình order online người ta không có nha các bạn. Cho nên nếu mà bạn đi thẳng vào trong chợ mà có, mà bạn thích làm bánh bao kiểu mình chia sẻ mà làm nhanh không cần nhồi bột á, một bạn nhắc mình, nếu như bạn thích cái vỏ bánh ngọt thì bạn dùng cái loại này ha. Còn bây giờ mình không đi chợ được, cho nên là ở chỗ mình á, mình đi chợ online thì người ta chỉ còn cái loại này thôi à, mà mình phải order tới 2 tuần mới có luôn. Mình order lần thứ tư người ta mới có, tức là trong vòng 2 tuần mình order liên tục người ta không có. Người ta chỉ có cái này thôi nè. Vậy nếu như mà bạn có cái loại mà loại ngọt á thì bạn đừng bỏ vô thêm đường giùm mình nha. Không thôi nó ngọt lắm. Bây giờ mình tháo nó ra. Cái này á dễ lắm, nó để nè, nó để chữ này nó để start here nè, rồi mình tháo nó ra. Mình cho một ít bột trên thớt để cho nó đừng có bị dính cái thớt nè. Cái hũ này nè, mình lấy cái tay, sau khi mình mở cái giấy ra mình lấy cái tay ở giữa mình ấn nó xuống là nó bể ra đó. Nghe hết hồn nè. Rồi mình lấy nó ra. Cái bột mình đang sử dụng mình rắc lên là bột mì đa năng, gọi là all purpose flour. Bây giờ mình cán nó ra. Bạn thích cái bánh của mình to nhỏ như thế nào mình cán ha. Và mình tiếp tục mình làm 7 cái còn lại. Rồi sau khi mình cán 8 cái bánh ra rồi nè, bây giờ mình sẽ cho nhân vào đây. Thì giống như mình nói, tùy theo bạn thích cho nhân nhiều hay ít. Mình thích ăn nhiều mình cho vào đây. Và sau đó mình túm nó lại. Và bạn cho một ít nước để dễ túm ha. Dễ thương chưa nè. Đó, nó tròn tròn như vậy nè. Cái bánh này, cái bánh biscuit này á, thì người ta thường thường đem đi nướng, cho nên nướng nó sẽ ngon hơn. Và mình cũng có làm cái công thức là làm bằng cái bánh này nè. Mình làm bằng súp á các bạn. Mình nấu súp của Mỹ á, rất là ngon luôn. Gọi là súp dumpling của Mỹ. Rồi, bây giờ mình cho lên cái miếng giấy nến nha. Đó, và mình cứ tiếp tục làm cho tới khi hết thì thôi ha. Rồi các bạn, bây giờ mình xong rồi. Mình sẽ quét một lớp trứng lên. Thì cái trứng này, mình có một chồng đỏ trứng gà. Mình cho vào đây một muỗng canh, dầu ăn. Nếu mà bạn có bơ không muối cũng được. Mình đánh tan, mình hâm cái bơ không muối lên cho nó tan rồi. Để nguội rồi mình mới cho vào trong cái trứng gà. Mình quậy lên như vậy nha. Sau đó mình quét lên một cái lớp mỏng ở trên cái bánh. Rồi xong rồi các bạn, bây giờ mình cho vào lò mình nướng nha.
Nhiệt độ là đã lên 350 độ rồi nè các bạn, mình sẽ cho bánh vào đây mình nướng. Và mình để cái ngăn từ dưới đếm lên là ngăn thứ nhì nha. Và mình nướng từ 12 cho tới 15 phút. Bây giờ mình để 15 phút thì mình sẽ canh lửa nha các bạn. Cái này là sau 15 phút nè các bạn. Đó, mình lấy bánh ra nha. Bánh bây giờ nó hơi hơi vàng á. Và mình sẽ quét lên một lần nữa một cái lớp trứng mà mình pha với lại dầu á. Quét hai lần thì nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ cho vào lò và mình nướng tiếp khoảng từ 3 tới 5 phút nha. Giống như mình nói tùy theo lò, bạn nhớ canh lửa giùm cho mình nha. Sau 5 phút rồi mình lấy ra nha các bạn. Wow, bánh vàng đẹp lắm luôn nè. Wow, thơm nức nở luôn các bạn ơi. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Nhìn có hấp dẫn chưa nè? Thì để mình quay gần cho các bạn xem nhìn nó như thế nào nha. Nhìn cái màu đẹp lung linh luôn các bạn ha. Làm cái này thì nó tiện gọn, mình không cần phải nhồi bột. Đó, các bạn nhìn thấy cái bánh nhìn dễ thương chưa nè. Nó thơm nức mũi luôn á các bạn ơi. Và bây giờ mình thử xem nó ngon như thế nào nè. Cho các bạn xem. Nhìn thấy thương chưa nè. Bây giờ mình cắt ở trong xem nó như thế nào nha. Đó, ở trong nó mượt mà các bạn. Bạn nhớ cho nhiều sauce thì nó sẽ mượt mà giống vậy nha. Mời các bạn nha. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nó thơm nức nở luôn á. Mà cái vị rất là vừa ăn. Bởi vì mình cho thêm ít đường ở trong đây nè. Cái vỏ bánh thì nó hơi mặn mặn, hơi hơi thôi à. Cho nên là mà mình ăn chung với nhau rất là vừa ăn và ngon. Cái bánh này các bạn thấy không? Cái lớp ngoài nó nè. Đó. Thơm và béo lắm. Mình quét cái trứng nó như vậy rất là ngon luôn á. Khi mà nướng lên nó sốt giống như vậy nè. Ăn thơm, bùi, béo, ngon lắm. Cái lớp bánh ở ngoài như vậy nè các bạn. Các bạn thấy công thức này đơn giản không nè? Vô cùng đơn giản phải không các bạn? Không cần ủ bột, nhồi bột gì hết. Là mình có 8 cái bánh mình ăn trong vòng tích tắc. Còn cái xá xíu mình ăn không hết, mình có thể cho vào đông đá. Khi nào mình muốn làm thêm á, mình lấy ra. Chỉ đơn giản vậy thôi, rồi mình bầm bầm nó rồi cho vào và nướng. Mình tạm thời chia tay các bạn ở đây, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn nào thích video của mình mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.